Chúng ta trong tâm tình đó
chúng con xin cầu chúc kính chúc cha luôn mạnh khỏe, bình an, khôn ngoan và tràn đầy hồng ân của Chúa. Trong tâm đình nhé, ban phục vụ chúng con của giáo hội cộng đồng cùng các hội đoàn có bó hoa tươi chúc mừng cha ngày cha về nhận sứ chúng con. Cảm ơn ông chủ của giáo họ Ngọc Đông, cảm ơn tất cả những tình cảm của ban phục vụ giáo họ ngày cha. Tôi xin tiếp tục cầu nguyện cũng như cộng tác với cha trong sứ vụ này. Cảm ơn tất cả quý ông bà. Kính quý cha, trong lúc tâm tình hiệp thông chia sẻ niềm vui mừng phấn khởi của như vậy là ngày lễ trọng đại này, hôm nay chúng con hội tông đồ giáo xứ Đồng Minh quy tụ về đây xin chúc mừng cha, xin Chúa ban cho cha luôn luôn mạnh khỏe, xin Chúa Thánh Thần ban phúc cho cha có thêm sức khỏe, thêm trí khôn để cha dẫn dắt đoàn thiền của Chúa thêm vững như đức tin. Vậy tất cả những tâm tình đó chúng con có bó hoa tươi xin chúc mừng quý cha. Trong trong ban vụ giáo họ này cũng là ngày cha chính thức nhận giáo xứ, các ông bà đến chúc mừng cha với những cái tâm tình yêu mến, những lời chúc tốt đẹp nhất. Cảm ơn ông bà, xin Chúa chúc lành cho giáo họ chúng ta, cũng như tạm biệt cho các ông trong ban mục vụ, ông luôn luôn chú ban cho sức khỏe, sự khôn ngoan, nuôi lòng nhiệt thành để tiếp tục cộng tác với cha trong cái công việc mục vụ của giáo xứ giáo họ chúng ta. Và một lần nữa cha cảm ơn các ông bà. Vâng, con xin trọng kính cha Phêrô Hoàn Hương và kính thưa quý cố, quý cụ ông bà cùng toàn thể qua quý khách cùng với hội đồng mình của chúng ta. Và con xin phép được giới thiệu và chúng con hôm nay cũng thuộc hội đồng mùng ngày ra Dương Thị Châu cùng ông bà cố cùng tất cả quý các cụ ông bà trong thân nhân của cha Phêrô. Và con trọng kính cha, hôm nay là ngày hồng ân, cha đã được nhận bài sai của Đức Tổng về để vì nhiệm vụ của giáo xứ Đồng Tinh. Vâng, và ngày hôm nay là cha chính thức là cha xứ của giáo xứ Đồng Tinh. Và chúng con là ban phục vụ thì do cũng được phép của cha xứ cũng như là ông bà cố cùng toàn thể thân quyến của cha về đây hôm nay để chúc mừng cha đã nhận sứ mới và xin Chúa Thần mang cho cha nhiều khôn ngoan, nhiều sức khỏe để cha có thể đủ sức khỏe, đủ sự khôn ngoan để cha hoàn thành sứ vụ linh mục, sứ vụ của cha Chúa đã ban cho cha. Và một lần nữa con xin chúc mừng cha và xin chúc cha luôn luôn khỏe và được nhiều sức khỏe. Cảm ơn ông Hải, cũng như các ông anh trong ban mục vụ của hội đồng giáo xứ quê nhà. Và cũng theo cái tinh thần tuyên truyền về trên tác phận này thì tôi cũng được về đây để đánh nhận cái sứ vụ mới tại giáo xứ Đức Nhân. Hôm nay cũng được thương quyền của cha xứ như các chú các cầu anh cũng thay mặt giáo xứ đến để chúc mừng cho trong những ngày hôm nay. Tôi được xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn tất cả các chú các cầu và đã đến để chia sẻ niềm vui này và sẽ tiếp tục là cầu nguyện cho cháu để làm sao có được công chú chúng ta cái chức vụ cái trách nhiệm mà được thêm cho cháu kính chúc là giáo xứ như là các ông các bà các bậc phụ huynh giáo xứ luôn được mạnh khỏe bình an như là nhiệt thành sự quan tâm để công tác với giáo xứ xây dựng của nhà ngày càng vững mạnh trong đời sống quốc tế như là trong cái cơ sở vật chất như là sinh hoạt khác. Xin cảm ơn Thu Hà, cảm ơn quan trọng với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn. Được ơn Thiên Chúa và nhớ ơn Tổ ấm Đồng
cha Phêrô của giáo xứ Từ Châu, trong đó là trong họ Mạc nhà chúng con ở quê hương Từ Châu. Hôm nay là cha Phêrô được về nhận chính sứ ở giáo xứ Đông Ninh, theo lời của các cụ trong gia tộc họ Hoàng. Hôm nay cũng đến đây để xin chúc mừng các cụ ông bà trong hội đồng giáo xứ Đông Ninh đã được đón nhận cha Phêrô nhà chúng con được về giáo xứ Từ Châu về đây trong trang thế này. Vâng, là con được thờ lời của tất cả các cụ ông các bà trong gia tộc họ Hoàng ở giáo xứ Từ Châu có một đôi lời và chia ơn cùng với cha, và cũng xin nguyện xin Chúa ban ơn cho cha luôn đổ tràn đầy hồng ân và làm trách nhiệm hoàn thành được bài sai của Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã trao trách nhiệm cho cha về giáo xứ Đông Ninh, luôn luôn tin tưởng và vững tâm vào lòng thương xót của Chúa. Giờ đây chúng con thay mặt cho gia tộc họ Hoàng có một bông hoa để đến chúc mừng cho cha. Con cũng cảm ơn bố mẹ các cô dì chú bác, anh chị em trong gia đình, trong họ hàng này cũng đã về để chia sẻ cái niềm vui với con trong cái ngày nhận giáo xứ mới, như là hiệp ý cầu nguyện cho con để có thể chu toàn cái công việc, cái trách nhiệm trong giáo xứ mới. Con là cảm ơn bố mẹ, cảm ơn các bác, các cô, các chú dì, anh chị em có tiếp tục cầu nguyện cho con để trong cái giáo xứ mới này được nhiều hơn Chúa, để con có thể là tiếp tục công việc phục vụ cũng như là chúng ta những gì mà bề trên đã gửi trao cho con. Con xin cảm ơn ở phía sau thánh lễ của bố mẹ gia đình, cô dì chú bác, cả mọi người ở đàn dùng cơm với con cũng như giáo xứ. Con xin cảm ơn. Nên cháu cũng cảm ơn các bác cũng như các anh. Nay cái ngày vui về nhận giáo xứ mới của cháu, các bác và các anh cố gắng về để chia sẻ niềm vui cũng như là cầu nguyện cho cháu. Rất là cảm ơn các bác, cảm ơn các anh các chị. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cháu về giáo xứ mới, thì với ơn Chúa được sức khỏe, để là có cái tinh thần cũng như là sự khôn ngoan lên Thánh Chúa để cháu lại tiếp tục cái công việc như toàn cái bổn phận trách nhiệm mà Đức Tổng đã trao phó cho cháu về cái giáo xứ Đông Linh này, một giáo xứ rất là lớn, 7 cái nhà, 8 cái nhà thờ, và giáo dân ở đây là hơn 3,500, không kể những cái người đi làm và công nhân ở các nơi người ta về ở đây nữa. Nên là một ngày Chủ nhật là cho 6 lễ đấy, nên là thứ bảy 2 lễ và Chủ nhật 4 lễ và 6 lễ Chủ nhật. Và lễ muộn nhất là 8 giờ. Cái đó là rất là nhiều nhà thờ, thì cho các bác cầu cho cháu nhiều sức khỏe để cháu chạy. Rồi cháu mời các bác uống nước xong lễ xong cháu mời các bác ở lại dùng cơm trưa với cháu nha. Chào kính nhà cha Giuse, kính thưa quý cụ ông bà và cộng đoàn giáo xứ Đông Ninh. Hôm nay thì cha cũng về chính xứ Đông Ninh, chúng con cha xứ cùng với cộng đoàn giáo xứ cô và thầy thống chúc mừng cha về nghề nữ, chúng con cũng cha xứ ở trong này ạ. Mời cha xứ là cha ở Phêrô của xe rồi nhiều rất là. Chúc cha Phêrô được ăn sáng mạnh, có sức khỏe để chăm lo sự phần trên cho nó. Thì chúng con là cũng là một cái giáo xứ gần nhất như cha, cũng chúc cho bỏ nhiều đó mà tôi thường chúc cho cha. Con cũng cảm ơn cha xứ Giuse cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ cộng đồng hôm nay cũng về thứ nhất là chia sẻ niềm vui với cá nhân con,
khi được bắt tàu bổ nhiệm về giáo sư Động Linh cũng như chia sẻ niềm vui với cộng đoàn giáo sư chúng con. Con xin hân lòng cảm ơn cha xứ Phú Xe, cảm ơn ban thường vụ của giáo sư Ngọc Thề cũng như cộng đoàn. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con để trong những cái ngày tháng nhập sở đây con cũng có thể chu toàn những trách nhiệm cũng như những tìm ở bề trên cho con. Và cũng xin cha tiếp tục giúp đỡ con, bởi vì trong cái vùng này rất là rộng lớn mà có một mình con chắc là khó để có thể chạy hết tất cả các công việc được. Xin cha cho con cũng kính chúc cha được luôn mạnh khỏe, bình an và đặc biệt là sức khỏe, để cha không chỉ phục vụ giúp đỡ cộng đoàn Đồng Thị mà cha còn giúp đỡ con trong cái việc phục vụ nữa. Xin chúc các ông bà trong ban phục vụ, chúc bà cho sức khỏe, lòng nhiệt thành, sự cột mang để cộng tác với cha xứ, cũng như là nói lên cái tình hiệp thông thứ hai giáo xứ Ngọc Thi và Động Linh. Đó, con một lần nữa con cảm ơn cha, cũng cảm ơn tất cả ông trong ban phục vụ. Và sau thanh lễ con mời cha, mời ông lại chia sẻ niềm vui với giáo xứ chúng con. Cảm ơn cha xứ. Chào tất cả cổ công các bà, hội đồng nội vụ và giáo xứ Linh, nhân dịp cha tổng đại diện về ban thánh lễ để cha dựng là chức giáo xứ mới. Thì chúng con là trên giáo xứ trước cha tiền nhiệm, hôm nay xuống thì có lãng hoa để chúc mừng cha, kính chúc cha sau này về nhận giáo xứ mới thì cha mạnh khỏe, công ngoan để cha đảm nhận sứ vụ mới của giáo xứ. Thì cũng xin cha cùng nguyện nhiều cho giáo xứ yêu kiên chúng con, xin các cụ cho cha một tràng pháo tay. Cũng cảm ơn ông Tránh, ông Trùm, như tất cả ông bà trong ban phục vụ của giáo xứ, như các đại diện các bộ đoàn, như các bà anh các chị trong giáo xứ Hình Kiện, ông làm giáo xứ rất là gần gũi thân thương với cha trong suốt 5 năm vừa qua. Thì theo cái sự phân công phải sai của bộ trên để cha chuyển tới đây để tiếp tục cái công việc mục vụ. Hôm nay cũng là ngày để nhận giáo xứ mới, bác anh đánh đấu cái gương đường mới trong cái việc phục vụ. Hôm nay cũng được các ông Tránh, Trùng, các ông bà cũng như các anh chị em trong giáo xứ đến để chúc mừng cha trong cái sứ, trong cái ngày nhận giáo xứ mới. Thì nhà tiếp tục cầu nguyện cho cha để đến đâu ta cũng luôn nhớ cầu nguyện cho nhau, chúng ta luôn sống trong bình an, trong niềm vui của Chúa. Nhưng còn cho cha để trong cái công việc mới, chúng ta cho cha được ơn Chúa để có thể chung đạt cái công việc, cái bổn phận trách nhiệm mà như cha đã từng cố gắng chung đạt cả giáo xứ của chúng ta. Ở đây cũng là một giáo xứ rất là lớn với hơn 3.500 công dân, 8 cái nhà thờ và không kể những người công nhân ở các cái vùng khác, ví dụ như Phú Thọ hay là Nghệ An rồi là Bắc Ninh hay là Thanh Hóa, người ta ra đây người ta làm ăn, tính cả đến chục ngàn người công nhân ở đây nữa, nên ta nói rất là đông. Chính vì vậy là chắc ở Yên Kiên thì cha chỉ lễ có được 3 đến Chủ nhật thôi, nhưng bây giờ phải lễ 6 Chủ nhật, một Chủ nhật sáng lễ, nên phải nhờ cái cha bên cạnh là chạy đỡ nữa. Ngay sau đó thì chúng ta các ông bà cầu nguyện cho cha để có sức khỏe, để cố gắng làm được việc đâu thì hết sức, với cả có sức khỏe để thỉnh cảm về thăm ông bà nữa, đúng không? Và có gì cả thì đặc biệt chúng đây thăm cha cũng coi như là một cái gia đình, chúng ta có việc gì hoặc là có cái đi qua đâu đó thì đang mời ông bà có ghé vào cha chơi, như là những người thân trong gia đình. Hôm nay xin cảm ơn ông bà tiếp tục cầu nguyện cho cha. We'll be right back.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, kính thưa quý sơ, quý cố, quý cụ, kiêu bà và toàn thể anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào cử hành Chúa Nhật hai mùa vọng. Mùa vọng là mùa trong đời Chúa đến, đấng cứu độ toàn thể nhân loại. Ngài đã đến với chúng ta, và trong niềm hy vọng Ngài đến lần thứ hai, chúng ta cử hành mầu nhiệm của ơn cứu độ trong niềm vui, bởi vì lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hướng về đấng cứu thế, như lời sách thánh đã tiên báo, đấng mang đến hòa bình, mang đến bình an để mọi người cùng vui hưởng tình thương của Chúa. Trong cái niềm vui mừng ấy, giáo xứ Đồng Linh của chúng ta đón mừng cha tân chính xứ Phêrô Nguyễn Văn Huy. Ngài là một vị linh mục trẻ đầy tràn nhiệt huyết, quê hương tại giáo xứ Từ Châu. Ngài đã được Chúa mời gọi để trở thành người thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo tại Tổng giáo phận Hà Nội này. Bề trên đã gửi Ngài đi du học chủng viện ở Hoa Kỳ. Sau khi học xong, Ngài trở về Hà Nội làm linh mục phó xứ Sơn Lãng, rồi phó xứ Đại Ơn và giám quản giáo xứ Yên Kiện. Và hôm nay Ngài được Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên bổ nhiệm là tân chính xứ giáo xứ Đồng Linh của chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với giáo xứ Đồng Linh, chia sẻ niềm vui với cha tân chính xứ Phêrô bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất. Cha tân chính xứ Phêrô về đây sẽ tiếp nối truyền thống của trong chúng ta là giáo xứ Đồng Linh này, nhất là tiếp tục cái công trình của các bậc tiền nhiệm để xây dựng giáo xứ của chúng ta mỗi ngày một thăng tiến, một phát triển. Nhất là giáo xứ Đồng Linh của chúng ta là thuộc về thị xã Đồng Văn, ở đây đang đô thị hóa, không chỉ là công việc truyền giáo cho giáo bà con giáo dân ở đây, nhưng chúng ta còn mở ra với những anh chị em di dân tương lai sẽ về đây. Vậy xin Chúa là cha nhân từ chúc lành cho giáo xứ của chúng ta, nhất là luôn luôn ở cùng với cha Phêrô, để cha Phêrô như là một vị sứ giả Chúa gửi đến đem niềm vui và sự bình an đến cho tất cả quý bà và anh chị em cùng tất cả bà con ở tại miền Đồng Linh này. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng lắng nghe văn thư bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Giuse gửi đến cho cha tân chính xứ Phêrô. Xin mời cộng đoàn an toàn. Con kính mời cha tổng đại diện, quý cha, quý cộng đoàn chúng ta an toàn. Con kính mời cha Phêrô Nguyễn Quang Khánh lên đọc thư bổ nhiệm. Tổng giáo phận Hà Nội quyết định về việc tuyên chuyển và bổ nhiệm. Kính gửi cha Phêrô Nguyễn Văn Huy, giám quản xứ Yên Kiện. Vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu và nhu cầu của Tổng giáo phận Hà Nội, chiếu theo giáo luật điều 147 và 156, sau khi bàn hỏi ban tư vấn và các vị hữu trách, nay với quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, tôi quyết định bổ nhiệm cha làm chính xứ giáo xứ Đồng Linh. Bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 năm 2022. Khi thi hành sứ vụ, xin cha lưu tâm cách đặc biệt quyền, nghĩa vụ và chức năng cha chính xứ được quy định tại điều 515, 545 Bộ Giáo luật. Xin cha sớm bàn giao nhiệm sở cũ
và nhận bàn giao nhiệm sở mới với quý cha có liên hệ trước sự chứng kiến của quý cha quản hạt. Cảm ơn cha đã nỗ lực trong công việc mục vụ tại giáo xứ Yên Kiện. Tôi tin rằng với lòng nhiệt thành, cha sẽ hăng say phục vụ giáo hội trong sứ vụ mới. Xin Chúa Kitô mục tử nhân lành, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúc phúc và giúp cha chu toàn sứ vụ. Hà Nội ngày 12 tháng 11 năm 2022, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên. Kính thưa cha Giuse, qua văn thư bổ nhiệm của bề trên Tổng Giáo phận vừa được đọc lên, từ hôm nay cộng đồng dân Chúa tại giáo xứ Động Linh được trao phó để cha chăm sóc với tư cách là chủ chăn riêng dưới quyền của Đức Giám mục Giáo phận. Tại nơi đây, cha sẽ thi hành nhiệm vụ giảng dạy thánh hóa và quan tâm mục vụ đối với các tín hữu. Xin cha nhận lấy chìa khóa nhà thờ là trung tâm đời sống thiêng liêng của giáo xứ và xin mời cha tuyên xưng đức tin theo giáo luật quy định liên quan đến vị tân chính xứ. Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Huy. Tôi tin vững vàng và tuyên xưng mọi điều và từng điều trong kinh Thiên Kính. Tức là tôi tin kính của Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật tự hình và vô hình. Tôi tin kính của Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha đầu trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra và không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người dậy là như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên thiên đức Chúa Cha và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Ta, người được thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã cùng các tiên tri mà phạm đầy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Tôi tin vững vàng mọi điều trong lời Thiên Chúa được ghi chép hay truyền tụng mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng luận quyền thông thường và phổ quát lại phải tin như là do Thiên Chúa hoặc khải. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên hệ tới giáo lý về đức tin hoặc về phong hóa mà giáo hội đã công bố nhất quán. Ngoài ra, tôi lòng tôn phục kính tôn của ý chí và trí khôn. Tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo hoàng hoặc giáo mục đoàn đưa ra khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực, cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát.
Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Huy, khi lãnh nhận chức năng chứng sứ Độc Linh, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội Công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn, trung thành truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Thế nên tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại kho tàng này. Tôi sẽ tuân theo và ủng hộ kỷ luật chung của cả xã hội, cũng như tuân giữ mọi điều luật của xã hội, đặc biệt trong những luật trong bộ đạo luật. Với đức quân phục khi tôi đáo, tôi sẽ tuân theo điều mà các giáo phủ công phố với tư cách là tiến sĩ chính thức và thầy dạy đức tin, hoặc điều mà các ngài quy định với tư cách là giám quản của giáo hội để hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm, được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Xin Thiên Chúa, như sách tin mừng của Thiên Chúa mà tay tôi đang chạm tới, giúp đỡ tôi. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta cùng tham dự nghi thức trao thừa tác vụ cho trang tân chính sứ. Kính thưa cha Phêrô, ghế chủ tọa nói lên nhiệm vụ đứng đầu cộng đoàn phục vụ và điều khiển việc cầu nguyện của dân thánh. Dưới sự hướng dẫn của cha, xin cho cộng đoàn dân Chúa được luôn bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Giếng rửa tội là nơi giáo hội đón nhận và sinh thêm nhiều con cái. Xin cha quan tâm đến các gia đình và việc huấn giáo để các tín hữu ngày càng lớn mạnh trong đức tin, được tham nhập vào hội thánh nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà làm chứng cho Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Thừa tác viên của lòng Chúa thương xót, xin cha luôn mở lòng sẵn sàng đón tiếp các hối nhân chạy đến tòa giải tội, cho người tín hữu tìm được sự thông cảm, khuyên nhủ và an ủi, cho họ cảm thấy họ được Chúa yêu thương và thông cảm và cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa thương xót,
bên cạnh sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể. Xin cha kéo lên tiếng chuông kêu mời các tín hữu quy tụ để lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận các bí tích và cùng chia sẻ các sinh hoạt của cộng đoàn trong đời sống thường ngày. Linh mục là con người cầu nguyện và bí tích thánh thể là nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống và sứ vụ của Hội Thánh. Xin cha mở cửa nhà tạm để cùng với dân Chúa thờ lạy Chúa Giêsu hiện diện đầy yêu thương, luôn mời gọi các tín hữu đến đón nhận niềm vui và ân sủng của Đấng đã yêu thương các môn đệ đến cùng và đã trao ban chính mình làm lương thực mang lại sự sống. Ra dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn ham hở đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah: Ngày ấy, từ gốc tổ Giê-xê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non, thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Lòng kính sợ Đức Chúa làm cho người hứng thú. Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói, nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bên kẻ nghèo trong xứ sở. Lời người nói là cây roi đánh vào xứ sở, hơi miệng
hơi miệng thở ra giết chết kẻ gian tà. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Bấy giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ, bò tơ và sư tử non được nuôi chung với nhau. Một cậu bé sẽ chăm dắt chúng, bò cái kết thân cùng gấu cái, con của chúng nằm chung một chỗ, sư tử cũng ăn rơm như bò. Bé thơ còn đang bú rỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của ta, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Đến ngày đó, cội rễ Giê-xu sẽ đứng lên làm cờ hiệu cho các dân. Các dân tộc sẽ tìm kiếm người, và nơi người ngự sẽ rực rỡ vinh quang. Đó là lời Chúa.
bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để chúng đầy dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta lên kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa. Thật vậy, tôi xin quả quyết Đức Kitô có đến phục vụ những người được cắt bì để thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa với tổ tiên họ. Đó là do lòng trung thành của Thiên Chúa. Còn các dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa thì đó là do lòng thương xót của người. Như có lời chép: vì thế giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mạc Thượng. Ngày ấy Gioan tẩy đà đến rằng trong vang địa xứ Giu-đê-a rằng: hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính người là đấng mà tiên tri Isaia đã tiên báo: có tiếng kêu trong hoang địa đồng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Giu-đê-a và các miền lân cận sông Giô-đan tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa do tay người trong sông Giô-đan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: hỡi nòi rắn độc, ai bảo cho các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham, vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái điều đã để sẵn dưới gốc cây, vài cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị chặt đi và mò vào lửa. Phần tôi,
tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Còn đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm lia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn tôm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa. Hãy thi hành sứ vụ như Gioan đã thi hành. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật thứ hai mùa vọng là một ngày Chủ nhật đặc biệt đối với giáo xứ Động Linh chúng ta. Vì ngày này đánh dấu sứ vụ rao giảng của cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Huy của chúng ta. Ngài đã long trọng tuyên xưng đức tin và lời thề hứa khi lãnh nhận sứ vụ phục vụ này. Chủ nhật hôm nay xoay quanh vị tiên tri dọn đường Chúa đến là Gioan Tẩy Giả. Và vì thế, trong cương vị là cha chính xứ, Ngài sẽ là Gioan Tẩy Giả thứ hai và Ngài sẽ viết tiếp sứ vụ của Gioan Tẩy Giả ở nơi giáo xứ chúng ta. Xin được chúc mừng cha tân chính xứ và toàn thể giáo xứ Động Linh. Giờ đây chúng ta cùng trở lại với lời Chúa. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho tất cả chúng ta hiểu và thực hành. Để lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Bài sách thánh thứ nhất trích trong sách tiên tri Isaiah. Vị tiên tri loan báo một đấng Messiah, đấng đó đầy tràn thần linh. Ngài sẽ xét xử công bình và nhân hậu. Ngài yêu thương kẻ nghèo khó và người hiền lành. Ngài làm cho nhân loại hiểu biết Thiên Chúa và sự gian ác phải im hơi. Bài sách thánh thứ hai trích trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thánh Phaolô kêu mời chúng ta canh tân đổi mới lối sống qua việc đón nhận nhau như Chúa đã đón nhận chúng ta. Một sự đón nhận vô vị lợi với tất cả tấm lòng quảng đại, với mục đích là làm vinh danh Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan kêu gọi dọn đường đón Chúa qua việc sám hối. Ông lên tiếng, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan không chỉ rao giảng bằng lời nói, ông đã hành động cụ thể qua việc làm phép rửa bằng nước. Ông lên án lối sống giả hình và bất công xã hội. Ông nói, hơi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối, chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng tôi là Abraham. Cả ba bài sách thánh hôm nay cho chúng ta thấy một lời kêu gọi dọn đường cho đấng cứu thế đến bằng những việc làm cụ thể: sám hối, canh tân, thực hành công bình bác ái, sống yêu thương và chân thật. Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Huy hôm nay là chính xứ của cộng đoàn chúng ta. Ngài sẽ tiếp nối sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Một sứ vụ đòi hỏi sự can đảm, dám nói và dám làm.
Ngài nói những lời mà người đời cho là chói tai, khó chấp nhận. Như khi sửa lỗi người khác, chỉ ra những điều sai trái bất công của chính họ, lên án sự dữ và uốn nắn những sai lạc đức tin. Ngài lên tiếng về sứ vụ ngôn sứ của mình. Vì thế, Ngài có thể sẽ bị người đời phản bác hay chống đối, chê bai và khiển trách, thậm chí cả thù hằn. Nhưng Ngài vui tươi và can đảm, mạnh mẽ và lạc quan, vì Ngài đang tìm và làm những điều tốt nhất cho đoàn chiên. Ngài còn làm những công việc của người mục tử là thực hành bác ái, thăm viếng người đau ốm bệnh tật, cô thế cô thân. Ngài khuyên bảo và giải hòa khi người ta không còn chấp nhận nhau. Ngài cố gắng nối lại tình người để họ không còn thù hận. Một sứ vụ đồng hành với đoàn chiên, Ngài sẽ cùng đi với họ. Ngài thi hành sứ vụ của mình một cách mau mắn và nhiệt tâm giữa cộng đoàn để luôn lắng nghe, đồng hành. Nhờ vậy, Ngài nhận ra được những nhu cầu thiết yếu của đoàn chiên mà phục vụ và chăm sóc. Dù vậy, có lúc Ngài đi trước như một người mẫu gương tiên phong cất bước cho cộng đoàn vững tâm noi theo. Có lúc Ngài đi sau đoàn chiên như người bảo vệ đoàn chiên khỏi bị những tư tưởng sai lệch xâm hại, làm cho cộng đoàn mất đức tin. Người tín hữu trong giáo xứ, chúng ta hãy lắng nghe tiếng Ngài nói để từ đó hiểu được tâm tư ước nguyện của Ngài. Như Chúa Giêsu đã nói, chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Người giáo dân cũng hãy mau lẹ hành động sau khi đã lắng nghe. Hành động theo sự hướng dẫn của chủ chăn, hành động theo ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, hành động một cách mạnh mẽ và sống động trong sự hòa hợp và niềm vui. Trong đó, phải hành động sám hối để biết mình, để nhận ra con người thật của mình và những việc làm mình đang thực hiện. Thứ đến là canh tân đổi mới, là uốn nắn lòng mình trở nên nhân hậu, là mở rộng trái tim để đón nhận nhau cách vui tươi, sống một lối sống văn minh và lịch sự. Nhờ đó, chúng ta sẽ cùng thực hiện chương trình xây dựng mở nước Chúa. Sau cùng, chúng ta luôn trở về bên Chúa. Đó là các việc làm siêng năng học hỏi lời Chúa, tham dự thánh lễ Chúa Nhật và lãnh nhận bí tích hòa giải và bí tích thánh thể, siêng năng cầu nguyện cho bản thân, cho gia đình, cho giáo xứ, giáo họ và nhất là cho vị chủ chăn. Có như thế, người chủ chăn ở giữa cộng đoàn luôn cùng với cộng đoàn sống trong bình an và tràn đầy niềm vui, luôn lãnh nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần, mọi người sẽ tìm được sức mạnh nội tâm và lòng hăng say xây dựng nước Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Xin kính chúc cha Phêrô tân chính xứ Động Linh mạnh khỏe, bình an, nhiệt tâm phục vụ và luôn yêu mến cộng đoàn, luôn lãnh nhận được tràn đầy ơn Chúa. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Thank you.
hành phúc đức để chứng tỏ lòng thống hối thật và quyết tâm đổi mới đời sống. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Thánh Gioan kêu gọi mọi người hãy sám hối vì nước trời gần đến. Chúng ta hiểu lời cầu xin cho hội thánh luôn thực hành lời dạy của Thánh Gioan là mời gọi con cái mình sám hối tội lỗi, trở về với Chúa mỗi ngày và tích cực làm việc lành để dọn đường cho Chúa đến. Chúng ta hãy cùng khủng bố, kỳ thị chủng tộc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các dân tộc trên thế giới được nhận biết Chúa là đấng cứu độ duy nhất, biết lắng nghe tiếng gọi của lương tâm để hoán cải và cùng nhau kiến tạo một nền hòa bình đích thực. Chúng ta hãy cùng bản thân mỗi ngày, ngõ hầu có thể đón nhận ơn cứu độ mà Chúa đã thương ban. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Hôm nay giáo xứ chúng ta hân hoan đón nhận cha xứ mới. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa liên kết cầu toàn chúng ta trong tình yêu thương và hiệp nhất, đồng thời cũng cầu xin Chúa ban muôn phúc lành cho cha xứ mới để Ngài chu toàn trách nhiệm mục tử mà Chúa đã trao phó. Chúng ta hãy cùng sám hối ăn năn, cúi xin Chúa vái thương thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng con Chúa Giáng sinh làm người, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Thank you.
tài ban. Thật chúng con chẳng có công trả gì, chỉ trong chờ đợi từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi người đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bấy giờ được ngỏ điện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững vàng đợi chờ. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các vệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca trong cùng vinh quang Chúa dần. Đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ,
và thân vọng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong lớp Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các bạn, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi thánh giờ và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong giờ nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa công thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện hơn rằng thể cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả giang, nước cha gì đến, ý cha thể hiện dưới đất, cũng không nhớ trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thường lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa.
Chúa ở vào nhà con, đức xin Chúa phán một lời, thề linh hồn con sẽ mạnh mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúng lành cho anh chị em. Con xin kính bày Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý dì, quý cộng đoàn chúng ta an toàn. Con xin kính mời Cha Phêrô mới của chúng con lên có đôi lời ngỏ lời với cộng đoàn chúng con. Con xin kính mời ông Phêrô Chánh Chương đại diện cho giáo xứ chúng con lên cảm ơn quý cha và quý cộng đoàn. Trọng kính Cha Tổng Đại Diện An Tôn, kính thưa Cha Tân Chính Sứ Phêrô, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và quý cộng đoàn. Trước hết, con xin nghe lời cộng đoàn giáo xứ Đồng Linh hân hoan đón chào Cha Tổng Đại Diện, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách đã đến chia sẻ niềm vui với giáo xứ chúng con. Trong ngày giáo xứ, chúng con đón chào Cha Phêrô Nguyễn Văn Huy, cha xứ mới của con. Chúng con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Ngài đã thương ban cho giáo xứ chúng con vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Chúng con xin dâng lời tri ân Đức Tổng Giuse đã ưu ái gửi đến cho giáo xứ chúng con một linh mục mà chúng con cảm nhận rằng như sẽ như làn gió mới được gửi đến giáo xứ Đồng Linh chúng con. Chúng con cũng xin cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ Lam Đức và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho cha xứ mới giáo xứ chúng con trong dịp đáng ghi nhớ này. Rồi đây, chúng con xin phép có đôi lời với cha Phêrô, cha xứ mới của giáo xứ Đồng Linh chúng con. Kính thưa cha, chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã quảng đại vâng phục đấng bản quyền giáo phận tín thác vào dấu chỉ của Chúa quan phòng đến với chúng con, để rồi hôm nay cha chính thức là vị mục tử của giáo xứ Đồng Linh chúng con. Chúng con rất hân hoan chào đón cha về với giáo xứ Đồng Linh chúng con. Chúng con, tất cả các ban ngành, đoàn thể, đông đảo bà con, giáo dân xin kính chào cha. Từ phút này, cha đã là cha xứ thân thương của giáo xứ chúng con. Chúng con tin chắc rằng với kinh nghiệm mục tử của cha, giáo xứ chúng con sẽ thực sự trở thành một gia đình huynh đệ, một gia đình tràn đầy niềm tin và vững vàng niềm hy vọng và lòng nàn tình thương mến để đem Chúa đến cho muôn người. Chúng con tin rằng nhờ những sự hy sinh, kinh nghiệm, sáng kiến, mục vụ của cha, Chúa sẽ làm tươi đẹp và trổ sinh hoa trái trong vườn cây hiệp thông tại giáo xứ Đồng Linh này. Vườn cây được Chúa ươm trồng cùng với bao công khó của các cha xứ tiền nhiệm đáng kính. Chúng con xin hứa vâng phục cộng tác với cha trong tinh thần đoàn kết yêu thương để cùng nhau xây dựng cộng đoàn giáo xứ Đồng Linh thực sự trở thành gia đình Thiên Chúa và thành cộng đoàn truyền giáo. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Tổng Đại Diện
quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn đã đến hiệp râm thánh lễ cầu nguyện cho cha xứ mới và cho giáo xứ chúng con, đồng thời chia sẻ niềm vui với chúng con trong biến cố trọng đại này. Giờ đây, chúng con xin kính dâng lên cha tổng đại diện, cha xứ mới có hoa tươi thắm, gói chặt tinh thần tình yêu mến, vâng phục của các tác của chúng con. Xin kính mời cha đón nhận. Sau thánh lễ, con xin minh kính mời quý cha, quý sư, cùng quý khách, cùng quý cộng đoàn ở lại để chung chia niềm vui qua bữa tiệc mừng của giáo xứ cũng như cha xứ chúng con. Con xin kính mời. Con xin kính mời cha tân xứ mới của chúng con lên ngỏ lời với cộng đoàn của chúng con ạ. Hôm nay đối với con, đó là một ngày vui và trọng đại, đánh dấu thêm một chặng đường mới trong hành trình vươn bỏ đời linh mục. Khi con được chính thức trở thành mục tử của giáo xứ Đồng Linh qua nghi thức trao nhận giáo xứ do cha tổng đại diện thay quản đức tổng Giuse trao gửi cho con. Con xin tạ ơn Chúa đã chọn con làm linh mục của Ngài, đã luôn yêu thương và dẫn dắt con đi qua mọi nẻo đường của hành trình ban báo tin mừng và thỉnh vinh Chúa cho tha nhân. Hôm nay Chúa lại dẫn con về miền đất giáo xứ Đồng Linh. Con xin tri ân đức tổng Giuse đã tín nhiệm và trao gửi giáo xứ Đồng Linh cho con coi sóc để con thi hành các tác vụ cũng như nhiệm vụ của người mục tử theo gương Chúa Kitô. Con xin cảm ơn cha tổng đại diện Nam Tôn, cha đã thay đức tổng chủ trì nghi thức nhận giáo xứ và chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho con trong sứ vụ mới này. Con xin cảm ơn quý cha đồng tế vì tình thương mến đã về nhận thức thánh lễ cầu nguyện cho con. Sự hiện diện của quý cha là nguồn động viên và nâng đỡ con trong chặng đường mới này. Con xin cảm ơn quý cha tiền nhiệm của giáo xứ Đồng Linh. Các cha đã vất vả hy sinh để gầy dựng nên giáo xứ như ngày hôm nay, để con được thừa hưởng những hoa trái do công khó của các đấng. Đặc biệt con xin cảm ơn cha Bruno Vecchia, nguyên chính xứ của giáo xứ Đồng Linh. Cha đã tài công xây dựng các cơ sở vật chất cho giáo xứ chúng con được đầy đủ, được khang trang như hôm nay. Đồng thời cha cũng đến nghiệp tân thánh lễ chia sẻ lời Chúa cho con và cộng đoàn. Và xin cảm ơn quý cô, quý tu sĩ nam nữ, quý khách đã đến chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho con. Đặc biệt con xin cảm ơn tất cả các bạn chị em từ các giáo xứ Hương Biên, Yên Kiện, Ngọc Thị cũng như các giáo xứ đã được con đến đây để đã từng được phục vụ và đã đồng hành với con trong những năm học qua. Hôm nay anh chị em cũng hiện diện nơi đây để cầu nguyện con trong sứ vụ mới. Tôi xin cảm ơn chính quyền thôn và xã Duy Tiên đã đến chúc mừng tôi trong ngày vui hôm nay. Và con xin cảm ơn bố mẹ, cô dì, chú bác và anh chị em trong gia đình cũng đang hiện diện nơi đây để chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho con.
Kính thưa anh chị em trong giáo xứ Đồng Linh, một lần nữa tôi xin kính chào và chúc sức khỏe tất cả anh chị em, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Sau khi được biết về với anh chị em, tôi đã đọc qua những trang sử về giáo xứ của chúng ta. Và tôi rất vui vì giáo xứ chúng ta là một trong những giáo xứ lớn của giáo hạt Phủ Lý và giáo phận, với hơn 3.500 giáo dân và 8 ngôi nhà thờ. Cùng với đó là một bề dày lịch sử thăng trầm, nhưng với ơn Chúa giúp chúng ta đã có được những kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã chào đón tôi về với giáo xứ bằng một tình thương mến rất tốt đẹp. Tôi được bề trên sai cử về để đồng hành, để yêu thương và phục vụ anh chị em với tất cả trái tim của một người cha, một người anh em và một người bạn đời. Từ đây giáo xứ Đồng Linh sẽ trở thành một gia đình thiêng liêng của tôi. Từ đây tôi với anh chị em sẽ cùng chia sẻ một cuộc sống, một tương lai. Để từ đây những vui buồn của anh chị em cũng là những vui buồn của tôi. Những lo lắng, những thao thức của anh chị em cũng là những thao thức, những lo lắng của tôi. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, đồng hành và cộng tác với tôi như anh chị em đã từng có với các cha xứ tiền nhiệm, để tôi có thể phục vụ anh chị em với tất cả những gì Chúa ban, và nhờ đó tôi có thể chu toàn mọi bổn phận trong sứ vụ của mình. Kính thưa cha tổng đại diện, quý cha, quý khách và cộng đoàn, một lần nữa con xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn đã hiện nơi đây để cầu nguyện cho con trong ngày này sứ vụ mới này. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho cha đồng đại diện, quý cha và cộng đoàn muôn ơn này một sáng. Con được thánh lễ sốt sáng và long trọng này, tôi cũng không quên cảm ơn ban phục vụ giáo xứ, quý sơ và các cộng đoàn cũng như các nhân đã cộng tác lo nhiều chuẩn bị để công việc nhận giáo xứ và thánh lễ hôm nay được trang trọng và xuất sáng. Sau thánh lễ, con xin kính mời quý cha, quý khách và cộng đoàn cùng dùng bữa cơm gia đình để chia vui với con và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Một lần nữa con xin cảm ơn và xin Chúa trả công chúc lành cho quý cha và cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn. Xin chúc anh chị em bình an.